Chào các bác nhé, em vừa về được mấy con iRobot Roomba E5, một cái dòng máy phân khúc cao cấp xịn sò của hãng iRobot, có kết nối điện thoại, điều khiển từ xa bằng app điện thoại E5. Ba con này em nhập hàng chọn các bác, hàng lướt cực đẹp luôn này, mặt mũi rất là mới nhé. Cả ba con đều đẹp xuất sắc như nhau luôn, cực đẹp, kết nối app điện thoại, hết pin tự về sạc. Vẫn ngồi ngồi nhà này các bác nhé, là máy nó về sạc. Có wifi, các bác giữ hai nút này, này nó hiển thị lên wifi. Đấy. Kết nối điện thoại qua wifi các bác nhé. Tình trạng máy cực đẹp luôn. Từ các con Zulo trời thay mới đẹp, bảo dưỡng sạch sẽ. iRobot Roomba E5. Các bác mua robot thì các bác phải lưu ý rằng là mua cái hãng nào mà sau này các bác cần cái chổi, cần bộ Zulo hay cần quả pin hay bất kể một cái linh kiện gì mà mình dễ mua. Đấy. Chứ còn bây giờ các bác mua một con iRobot mà không để ý đến vấn đề đấy, sau khi mà hao mòn theo thời gian linh kiện nó thay thế là khó lắm đấy. Còn hãng này thì nó quá là dễ thay thế các bác nhé. Tất cả ba con đều đẹp như nhau. Em quay cho các bác ba con luôn, đều đẹp, long lanh cành đào hết. Chưa? Cho nên là các bác lấy con nào cũng được, không cứ gì phải là bảo con nào đẹp hơn con nào, đều đẹp. Long lanh các bác nhé, hết pin về sạc hết. Con này đấy nhá, ba con đẹp rất là mới luôn. Ba con này em nhập hàng chọn lướt mà, không nhập hàng xấu các bác. Mà đợt này giá thành em nhập lại được tốt hơn lần trước nhá. Ngày trước là con này bác là mua của em hoặc là bác theo dõi đấy, là con này 4,1 triệu nhá. Đấy, bây giờ con này em nhập tốt hơn được 2,3,9 triệu. Em bán 3,9 triệu nhé. Nhập rẻ hơn được thì bán rẻ hơn thôi ạ, chứ cũng không có lấy đắt làm gì. Mình cứ cộng cái số lãi của mình vào là mình bán thôi. Đây là thùng rác, hộp rác các bạn nhé. Rác này, lọc rác thay mới, cảm biến chống rơi, cầu thang các kiểu luôn. Chạy thử thôi nhé. Đảm bảo bọn này hút cực sạch ạ, không sạch không lấy tiền luôn các bác. Tất cả bụi mịn gầm giường, gầm tủ, tất cả mọi ngõ ngách ở nhà hút sạch bóng luôn. Pin tốt trên 1 tiếng. Đấy, cảm biến chống rơi cầu thang ạ. Tất cả đảm bảo hút cho các bác sạch sẽ. Đấy. Bác nào dùng rồi thì biết bọn này hút bụi mịn cực sướng luôn. Mình quét nhà bụi mịn nó bay khắp nhà, nhưng mà cái này hút thì không có tí bụi mịn nào ở nhà luôn, cực sạch. Cả ba con đều test chạy ok, hoàn lành hết ạ. Giá 3,9 triệu các bác nhá, bảo hành 3 tháng. Test luôn trên clip cho các bác xem luôn, kiểu là dễ. Còn là chạy khá là êm đấy ạ. Các bác có nhu cầu các bác ủng hộ bên em nhé, số điện thoại đấy ạ. Chào các bác.